Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để thảo luận thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phiên họp thảo luận và thống nhất thông qua 18 tờ trình, báo cáo của các sở ban ngành, trong đó có nhiều nội dung quan trọng sẽ được trình tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, như tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023, báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023, phân cấp cơ quan chủ quản, giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trên địa bàn thành phố, sửa đổi bổ sung giá đất khu công nghiệp, nghị quyết thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2023-2025, đề án phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2025. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo xin không trình dự thảo, nghị quyết, quy định chính sách hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 vào kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm.